mạch và bạch huyết của chi trên, nó chủ yếu là mạch thôi. Các bạn đọc trên bảng ấy, là các bạn đọc cái mục tiêu của bài nhé, mô tả những động mạch cấp máu cho các đoạn của chi trên này, tĩnh mạch sâu và tĩnh mạch nông này, các cái bạch huyết này, và một số liên hệ chức năng của lâm sàng. Ở đây ấy, thì chúng ta thấy này, cái này thì nó là cái bức tranh đầu tiên mình chỉ cho các bạn thôi. Động mạch dưới đòn này, xương đòn này, động mạch nách này, rồi tĩnh mạch nách này, xong rồi tĩnh mạch cánh tay này, rồi động mạch cánh tay này, thần kinh giữa này, rồi thần kinh trụ này, thần kinh bì cẳng tay này, bì cẳng tay này, bì cánh tay, ví dụ như vậy, thần kinh cơ bì này, rồi tĩnh mạch đầu này, tĩnh mạch nền này. Chúng ta mới nhìn qua một vài thứ như này. Còn đây là cái đường mạch huyết. Rồi. Nhìn trên cái hình này ấy, thì đây là một cái hệ tuần hoàn. Trong đó có cái mạch có tim này. Rồi tim ấy sẽ đưa máu từ tâm thất trái, máu sẽ đi qua động mạch chủ. Động mạch chủ có đoạn động mạch chủ lên này. Cung động mạch chủ này, động mạch chủ xuống này. Động mạch chủ xuống hay còn gọi động mạch chủ ngực này. Qua cơ hoành động mạch chủ bụng này. Động mạch chủ bụng thì đến phía trước của cái khe gian đốt sống thắt lưng thứ tư và thứ năm thì tách ra hai động mạch chậu trung bên phải và bên trái này. Động mạch chậu trung tách cái động mạch chậu trong và động mạch chậu ngoài này. Động mạch chậu ngoài đi qua phía sau điểm giữa dây chằng bẹn đổi tên động mạch đùi này. Động mạch đùi chu qua vòng cơ khép lớn ra sau đổi tên động mạch khoeo này. Động mạch khoeo đến bờ dưới cơ khoeo tách ra hai nhánh tận động mạch chạy trước và động mạch chạy sau này. Động mạch chạy sau tách ra động mạch can chân ngoài và động mạch can chân trong này. Đấy là các cái mạch của chi dưới, đúng không? Rồi từ cung động mạch chủ tách ra ba cái nhánh này, thân động mạch cánh tay đầu này, động mạch cảnh trung bên trái và động mạch dưới đòn trái. Như vậy thì nguyên ủy của hai cái động mạch ở đây trong cái nội dung của cái bài ấy, là toàn bộ mạch của động mạch cổ nó sẽ không học, bởi vì là không đủ thời gian. Thực ra này nó chỉ có một bài thôi, bài mắt này, bài tai này, bài mạch của động mạch cổ là không. Còn phần thần kinh thì buổi sau, là thứ năm tuần sau, thứ năm tuần sau là vào 29. Thầy Huy sẽ giảng, còn thứ ba là ngày 7 mình sẽ giảng cho các bạn bài áp chót, tức là gần cuối. Tức là các bạn sẽ có nửa tháng, gần 20 ngày để các bạn ôn thi. Nhớ một điều là phải dành hết thời gian để ôn tập. Nếu không ôn tập thì không thi được đâu. Còn nếu có được thì chẳng qua là may rủi thôi. Thế thì động mạch này là động mạch thân động mạch cánh tay đầu. Thân động mạch cánh tay đầu nhưng tất nhiên nó chỉ có bên phải, chứ chúng ta không phải gọi nó là thân động mạch cánh tay đầu bên phải. Nó chỉ có một thân cánh tay đầu thôi chứ không có hai. Nhưng tĩnh mạch thì có thân tĩnh mạch cánh tay đầu phải và thân tĩnh mạch cánh tay đầu trái. Nhưng động mạch là chỉ có một thôi. Tại vì sao? Bởi vì là động mạch cảnh trung bên trái và động mạch dưới đòn trái xuất phát trực tiếp từ cung mạch chủ. Thân động mạch cánh tay đầu đi lên ở phía sau khớp ức đòn, sau đó thì đi vào nền cổ, vùng cổ nó tách ra động mạch cảnh trung bên phải và động mạch dưới đòn phải. Động mạch dưới đòn phải thì động mạch dưới đòn là nguồn cấp máu chủ yếu cho chi trên. Động mạch dưới đòn khi đi qua phía sau điểm giữa xương đòn đổi tên thì động mạch nách. Động mạch nách qua bờ dưới cơ ngực lớn lớn đổi tên động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay xuống dưới nếp khớp khuỷu khoảng 2 cm thì tách ra hai nhánh tận là động mạch quay và động mạch trụ. Hai động mạch này xuống bàn tay nối tiếp, các nhánh nối tiếp nhau tạo thành hai cung là cung gan tay nông và cung gan tay sâu. Đấy là mạch của chi trên. Thực chất thì các bạn biết rồi, toàn bộ cái hệ mạch này nó là một cái hệ thống khép kín. Đấy, nhưng mà chúng ta phải tách ra từng cái đoạn như thế. Tại vì sao? Vì để cho nó dễ học, và thứ hai là mỗi một đoạn thì nó có liên quan vào các ứng dụng khác nhau trong lâm sàng. Rồi, động mạch này là động mạch nách này, động mạch cánh tay này, động mạch quai, động mạch trụ này, rồi cung gan tay nông, cung gan tay sâu của bàn tay này. Đấy là mạch của chi trên. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta nói đến động mạch nách, ulnary artery. Mà thôi, cái đấy nói thế thôi cho nó biết chút xíu. Động mạch này, đây chúng ta nhìn thấy đây này, là đối với cao học đương nhiên các bạn phải thi ngoại ngữ rồi. Thì tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Bỉ, tiếng Tây Ban Nha gì đấy. Nguyên ủy của động mạch nách
nguyên vỉ của động mạch lách thì chính là tận hết của động mạch dưới đòn. Động mạch dưới đòn dù bên phải bên trái đi qua điểm giữa phía sau của xương đòn thì đổi tên là động mạch lách. Động mạch lách đi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tiếp tục theo hướng đi của động mạch dưới đòn đến bờ dưới cơ ngực lớn ở phía trước hoặc là bờ dưới cơ tròn lớn ở phía sau cũng được. Tại vì sách Tây nó hay dùng cái từ là gì? Là teres major muscle, tức là cơ tròn lớn. Nhưng mà sách ở tiếng Việt thì nó là bờ dưới cơ ngực lớn, nó sẽ hơn. Thì đổi tên thành động mạch cánh tay. Rồi, đấy là nguyên ủy và tận hết của động mạch nách. Đường đi này. Thứ nhất là đường định hướng động mạch nách và động mạch cánh tay là giống nhau. Khi giang tay 90 độ và bàn tay để ngửa thì chúng ta kẻ một đường từ điểm giữa xương đòn đến điểm giữa nếp gốc cửu thì động mạch nách và động mạch cánh tay nằm trên cái đường đó, người ta gọi là đường định hướng. Đường định hướng này có tác dụng để làm gì? Thứ nhất ấy, là chúng ta có thể sờ thấy mạch trên cái đường định hướng này. Cái thứ hai là trong một số trường hợp mà cần phải chèn cái mạch này trên cái nền xương để garo hoặc là giữ tạo mạch trong phần xa của nó bị tổn thương. Và thứ ba đấy cũng là cái đường mà có thể tìm vào động mạch, ít nhất là như vậy. Và một cái tổn thương, ví dụ một cái vật sắc nhọn hay một cái vật nào đó mà làm tổn thương trên đường đi của động mạch theo đường định hướng này mà máu nó cứ phụt ra thì chúng ta phải nghĩ đến có thể nó sẽ tổn thương cái động mạch nằm trên cái đường mà nó nằm trên đường chuẩn lý của động mạch, thì chúng ta phải xem nó có bị tổn thương động mạch ở phía dưới không. Liên quan thì động mạch nách đi trong một cái khoang người ta gọi là nách hay là hố nách cũng được. Như vậy hố nách có bốn thành: thành trước, thành trong, thành ngoài và thành sau. Vậy thành ngoài là đầu trên xương cánh tay của cơ delta, thành trước là cơ ngực lớn, cơ ngực bé, thành trong là bốn cái khoang gian sườn trên cùng, bốn gian sườn và các khoang gian sườn trên cũng như là các phần trên của cơ răng trước. Phía sau là cơ quạ cánh tay, cơ dưới vai, cơ tròn, đấy là thành sau của nách. Vậy thì động mạch nách nó liên quan đến các thành của nách rồi. Và nó đi qua chính là đỉnh của nách đấy, là chỗ mà giữa xương đòn và xương sườn số 1 về xương. Và giữa cơ là gì? Cơ là cơ dưới đòn và bó trên của cơ răng trước. Đấy là liên quan nhé. Thế còn liên quan trong nội bộ, các thành phần ở trong hốc nách thì các bạn nhìn đây là rất là nhiều thành phần. Đây là xương đòn là cắt ra để chúng ta nhìn thấy động mạch dưới đòn. Đây là ranh giới động mạch dưới đòn và động mạch nách. Trước, cơ ngực bé, cơ ngực lớn. Rồi, đây cơ ngực lớn, cơ ngực bé đây. Phần cắt ra của cơ, đây là phần cắt ra của cơ ngực lớn, đây là phần cắt ra của cơ ngực bé. Sau cơ dưới vai, cơ tròn lớn, cơ lưng rộng. Rồi, ở phía ngoài là cơ quạ cánh tay và đầu trên của xương cánh tay. Phía trong là các bó trên của cơ răng trước. Và vậy thì ở đây động mạch ở trong cái hốc nách này, động mạch liên quan đến cái gì? Liên quan đến hai thứ. Một, liên quan với tĩnh mạch nách và liên quan với đám rối thần kinh cánh tay, tức là phần dưới của đám rối thần kinh cánh tay. Phần dưới đây là phần dưới xương đòn. Bởi vì phần trên xương đòn thì có đám rối kinh cánh tay, nhưng mà phần trên xương đòn thì đấy là phần của động mạch dưới đòn rồi. Đấy, liên quan thì ở đây nhé, về tĩnh mạch, động mạch dưới đòn và động mạch nách chỉ có một tĩnh mạch đi kèm, và tĩnh mạch nách chạy song song, chạy sát động mạch nách và ở phía trong sau của động mạch. À, đấy là nguyên liên quan với động tĩnh mạch. Còn liên quan đến đám rối kinh cánh tay thì rồi các bạn nhìn thấy hai cái đường kẻ này, đường kẻ phía trên ấy, là đường tiếp theo của cái đoạn xương 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 đòn bị cắt đi. Đường kẻ phía dưới này là bờ dưới cơ ngực lớn, đây cơ ngực lớn đấy, bờ dưới cơ ngực lớn đây chính là ranh giới của động mạch nách và động mạch cánh tay. Vậy thì ở chỗ này nó chia làm ba đoạn liên quan với cái gì? Các bạn nhìn đây nhé, đấy cái phần xanh xanh là phần tiếp nối của cơ ngực bé. Vậy cơ ngực bé bắt chiếu chéo phía trước động mạch nách, chia động mạch nách làm ba đoạn liên quan: đoạn trên, đoạn sau, đoạn dưới cơ ngực bé.
Rồi cái liên quan đây là gì? Đây là đám rối trên gân tay. Ở phía trên của xương đòn chúng ta có các cái, đây là các nhánh của các nhánh trước của đám rối trên gân tay. Các nhánh trước phải tạo thành các thân trên, thân giữa và thân dưới. Và khi nó đi qua phía dưới xương đòn ấy, các thân này nằm ở phía trên và phía ngoài của động mạch. Tức là ở phía trên cơ ngực bé thì các thân trên giữa dưới của đám rối cánh tay nằm ở phía trên và phía ngoài, phía trên và phía sau, phía trên và phía ngoài, xin lỗi, phía trên và phía ngoài so với động mạch. Đoạn sau cơ ngực bé thì các thân trên này bắt đầu tách thành các cái bó, này tách thành các cái thân, ba cái thân, thân trước ngoài, thân nhì trước trong và thân sau. Ba thân này quay xung quanh động mạch, người ta gọi là thân trước ngoài, thân trước trong và thân sau, là bởi vì cái này nằm trước ngoài, cái này nằm trước trong và một cái nằm sau. Còn dưới cơ ngực bé thì các thân này, các bó, các cái thân này tách ra các nhánh, và các nhánh này bắt đầu để rời xa động mạch. Trong đó ở đây có một thần kinh đi song hành tùy hành với động mạch suốt từ vùng nách, phần dưới của phần vùng nách xuống phùng cẳng tay đến tận qua rãnh nhị đầu, hay còn gọi máng nhị đầu trong. Đó dây chính là dây thần kinh giữa. Thần kinh giữa được tạo thành bởi rễ ngoài và rễ trong ở phía trước của động mạch nách, và nó đi song hành phía trước động mạch nách từ trên xuống dưới và xuống tận nếp gốc khuỷu. Đấy là liên quan của đám rối thần kinh cánh tay với động mạch nách. Vậy thì khi nói liên quan thì chúng ta phải nhớ, một là gì? Động mạch nách liên quan với các thành của nách. Thứ hai, liên quan với tĩnh mạch nách. Tĩnh mạch nách luôn nằm ở phía trong so với động mạch. Và thứ ba, liên quan với đám rối thần kinh cánh tay theo ba đoạn liên quan: đoạn trên, đoạn sau và đoạn dưới cơ ngực bé. Các bạn nhìn lên trên hình ấy, thì thấy cái chú thích nó vào các cái nhánh của động. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Động mạch nách. Đây, xương đòn cắt ra rồi. Đây là tận hết của xương đòn. Đây là phần trên của xương đòn. Vậy thì đoạn này là đoạn trên cơ ngực bé, đoạn dưới cơ ngực bé, và đoạn sau cơ ngực bé và đoạn dưới cơ ngực bé đấy của động. Em thấy mất tiếng rồi ạ. Thầy là bị out rồi. À thế Rồi ạ. ao hết cả 15 phút. Em Thế lại thì tự đang tưởng đi quản trị viên kích thầy. thử một đội cá voi sát thủ nhưng mà không tìm được con cá mập nào. Rồi ok, như vậy là lại tiếp tục nhé. Nhưng mà các bạn khi mà nó bị ao bây giờ như này đi, lớp của các bạn có lớp trưởng không? Không có nhỉ? Không ạ. Có lúc như lúc tôi vẫn đang đi làm thầy ạ. Rồi, thế bây giờ có bạn nào mà hay liên kết được qua cái hệ thống này, cái wifi nó mạnh một tí ấy, mà hay không bị out ấy, thì lấy cái số điện thoại của mình hôm qua mình đọc qua rồi đúng không? Thế thì sẽ nhắn tin cho mình là thầy ơi thầy đang ở đâu đấy mà tại sao không vào được, thì mình sẽ nhắn lại là lớp tiếp tục hay là dừng hay như thế nào đấy, hoặc là chờ để mình vào lại cái bài giảng được không? Xong rồi bạn thông báo trên cái hệ thống chat cho các bạn để các bạn biết nhá. Rồi tiếp tục nè. Động mạch ngực trên, nhánh thứ hai động mạch ngực cùng vai. Động mạch ngực cùng vai thì một chùm nhánh, trong đó có nhánh ngực cũng cùng với động mạch ngực trên cấp máu cho phía trên của thành ngực. Thứ hai là nhánh cùng vai đi về phía khớp vai để
tiếp nối với các nhánh hoặc ngược lên trên của động mạch mũi tay sau và kinh tay trước rồi. À, các bạn còn nghe thấy không? Có ạ. Nhánh thứ ba là nhánh dưới vai. Động mạch này xuất phát, động mạch này là động mạch, thưa nhánh thứ ba là nhánh ngược ngoài. Nhánh ngược ngoài xuất phát ở dưới cái thân của động mạch ngực cùng vai, cấp máu cho phía dưới của thành ngực, phía trước dưới của thành ngực. Nhánh thứ tư là động mạch dưới vai. Động mạch dưới vai này tách đi từ phía trước ra phía sau, chui qua một cái tam giác gọi là tam giác bả vai để ra phía sau của xương vai, cấp máu cho các cơ ở vùng vai sau. Động mạch thứ năm là động mạch mũ cánh tay trước, xuất phát từ động mạch nách đi ở phía trước cổ giải phẫu của xương cánh tay, tiếp nối động mạch mũ cánh tay sau, xuất phát trực tiếp từ động mạch nách đi vòng phía sau. Hai động mạch mũ cánh tay trước, cánh tay sau nối với nhau cho nhánh quạt ngược bên trên tiếp nối với nhánh cùng vai của động mạch ngược cùng vai, và cho nhánh đi xuống để tiếp nối với nhánh quạt ngược bên trên của động mạch cánh tay sau. Thế thì đấy là các nhánh, 6 nhánh. Như vậy thông thường động mạch cánh tay, động mạch nách có 6 nhánh bên tất cả. Trong 6 nhánh bên này ấy, thì có thể có một số trường hợp có 5 nhánh khi mà động mạch mũ cánh tay trước và động mạch mũ cánh tay sau chập lại với nhau để tạo thành một thân chung. Vòng nối. Vậy thì động mạch nách có những vòng nối nào? Vòng nối thứ nhất là vòng nối quanh ngực. Vòng nối thứ hai là vòng nối quanh vai. Và vòng nối thứ ba là vòng nối quanh đầu trên của xương cánh tay. Có 3 vòng nối như vậy. Nhìn trên hình này thì chúng ta thấy một vài cái điểm như thế này. Thứ nhất là đây là động mạch, này là động mạch ngực trong mà sách ở một số nơi gọi là động mạch vú trong. Động mạch này chạy sát ở phía trong, sát ở phía sau đầu trong của các sụn sườn. Từ đây nó tách ra các nhánh là các động mạch gian sườn. Đây chính là các động mạch gian sườn đi vào phía trước, đi vào các khoang gian sườn ở phía trước. Rồi nó tiếp nối với các nhánh cũng vào khoang gian sườn ở phía sau là từ động mạch chủ ngực. Từ đây nó tách ra các nhánh vào các khoang gian sườn. Thế thì nó sẽ tạo thành các vòng nối này. Thứ nhất từ động mạch nách, chúng ta có động mạch ngực ngoài, động mạch nhánh ngực của động mạch cùng vai ngực. Rồi, vậy thì động mạch này là động mạch ngực ngoài cấp máu cho phía trước dưới của lồng ngực. Động mạch nhánh này là nhánh ngực của động mạch ngực cùng vai cấp máu cho các khoa gian sườn trên, tiếp nối với các nhánh gian sườn của động mạch ngực trong, và động mạch ngực trong xuất phát từ động mạch dưới đòn. Nhánh gian sườn trên này này, hai nhánh gian sườn trên cùng ấy thì nó không tách ra từ động mạch ngực trong mà cũng tách ra từ một nhánh của động mạch dưới đòn. Đấy là vòng nối thứ nhất là vòng nối quanh ngực. Vòng nối thứ hai là vòng nối quanh vai, tức là quanh xương vai. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái gì? Thứ nhất là cơ này là cơ trên gai này. Cơ này là cơ dưới gai này. Cơ này là cơ tròn bé này, cơ này là cơ tròn lớn, đầu dài cơ nhị đầu, phần ngoài của cơ phần dài cơ tam đầu, phần ngoài của cơ tam đầu, phần dài và phần ngoài. Ở đây chúng ta thấy như này. Thứ nhất là chúng ta thấy động mạch nách có cái nhánh nào tham gia vào vòng nối quanh vai? Một là động mạch dưới vai. Động mạch dưới vai xuất phát từ động mạch nách, chạy từ trước ra sau, chui qua một tam giác là tam giác bả vai đấy, ra phía sau cho nhánh nối với hai cái động mạch của động mạch dưới đòn là động mạch vai trên đây và động mạch vai sau. Động mạch vai trên xuất phát từ động mạch dưới đòn qua khuyết trên vai, sau đó tiếp nối với nhánh của động mạch dưới vai. Còn động mạch này là động mạch vai sau, chạy từ trên xuống dưới, phân nhánh vào vùng xương vai và phân nhánh ở phía sau của xương vai và tiếp nối với nhánh của động mạch vai trên và động mạch vai dưới. Như vậy có 3 cái vai: dưới vai, trên vai và vai sau. Đấy là vòng nối quanh vai. Còn vòng nối thứ ba, đây ở cái hình bên trái là vòng nối quanh đầu trên của xương cánh tay. Vòng nối này
được tạo thành bởi cái gì? Thứ nhất là động mạch mũ cánh tay trước nối với động mạch mũ cánh tay sau ở phía ngoài cổ giải phẫu của xương cánh tay. Sau đó nó cho nhánh lên và nhánh xuống, nhánh lên tiếp nối với nhau. Rồi, sau tiếp nối với cái nhánh này gọi là nhánh cùng vai của động mạch ngực cùng vai. Động mạch nách thì có động mạch cùng vai, động mạch mũ cánh tay trước, động mạch mũ cánh tay sau, còn nhánh của động mạch cánh tay là nhánh đi lên của động mạch cánh tay sau. Đây, nhánh lên động mạch cánh tay sau đây. Như vậy thì cái vòng nối quanh đầu trên xương cánh tay nó tiếp nối động mạch nách với động mạch cánh tay. Như vậy có 3 vòng nối tất cả đối đầu trên của xương cánh tay. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta nói đến động mạch cánh tay. Nguyên ủy của động mạch cánh tay. Rồi các bạn nhìn trên hình vẽ đây. Động mạch cánh tay là đoạn tiếp theo của động mạch nách từ bờ dưới của cơ ngực lớn hoặc là bờ dưới của cơ tròn lớn. Động mạch tiếp tục đi xuống dưới theo hướng đi của động mạch nách, đi qua ống cánh tay, qua rãnh nhị đầu ngoài đến phía dưới của lớp bắp khuỷu, tức là trong hố khuỷu khoảng 2 cm, 2 đến 3 cm, thì tách ra hai nhánh tận là động mạch quay và động mạch trụ. Được định hướng đường định hướng là giống hệt với đường định hướng của động mạch nách liên quan. Rồi khi nói đến động mạch nách có một cơ tùy hành là cơ quạ cánh tay, còn động mạch cánh tay cơ tùy hành là cơ nhị đầu. Phần trên của động mạch cánh tay ấy, thì nằm trong ống cánh tay, ở ống cánh tay lúc trước mình mô tả cho các bạn rồi. Phần dưới nằm trong rãnh nhị đầu trong, hay còn gọi là máng nhị đầu trong, được phủ lên bởi cái phần quạt vào bên trong của gân cơ nhị đầu để bám vào mạc bên trong, cái mạc của cẳng tay. Thế thì trong cái phần này ấy, thì có một cái điểm lưu ý là thứ nhất là động mạch cánh tay thì liên quan với các thành của ống cánh tay. Rồi thứ hai liên quan đến các thành của máng nhị đầu hay rãnh nhị đầu trong. Đây điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là động mạch cánh tay liên quan với các thần kinh thì liên quan cái gì? Có một thần kinh chạy dọc theo động mạch gọi là thần kinh tùy hành theo động mạch, từ suốt từ trên xuống dưới và bắt chéo động mạch từ ngoài vào trong, đó chính là dây thần kinh giữa. Dây thần kinh giữa được hình thành ở vùng nách, được tạo thành bởi rễ ngoài và rễ trong, hình thành ở phía trước của động mạch nách, trước ngoài động mạch nách. Sau đó thần kinh đi xuống cùng với động mạch nách nằm ở phía ngoài, đến 1/3 giữa cánh tay bắt chéo phía trước cánh tay để đi vào trong, và cùng với động mạch cánh tay đi qua rãnh nhị đầu trong. Như vậy trên cái hình này, ở trên cái con đường đi thì có một động mạch, có một thần kinh lúc nào tùy hành cùng với động mạch. Thứ hai, có một dây thần kinh chạy ở phía trong, đó là thần kinh bì cẳng tay trong động mạch. Và thứ ba là dây thần kinh trụ. Dây thần kinh trụ chỉ đi song hành với động mạch khoảng đến giữa cánh tay, để chọc qua vách gian cơ trong để đi ra phía sau. Sau đó thần kinh trụ đi vào cái rãnh trụ ở phía sau của mỏm trên nội cầu trong của xương cánh tay. Ống cánh tay thì lúc trước nói với các bạn rồi. Phía ngoài cơ quạ cánh tay đây và cơ nhị đầu, ở phía sau là vách gian cơ trong và phía trong là da và mạc cánh tay. Còn rãnh nhị đầu trong thì nó có cái gì trong rãnh nhị đầu trong này? Một là phía trước
là cân của cơ nhị đầu. Thứ hai là phía sau, đây là chỗ bám của cơ tam đầu vào phía sau, đỡ phía sau. Phía ngoài là gân của cơ nhị đầu bám vào củ xương quay. Và phía trong đây các bạn nhìn đây này, đây chính là cơ sấp tròn. Vậy thì nó có các cái phần như thế, trước, sau, ngoài và trong. Phía trước là cân của cơ nhị đầu, phía sau là cơ tam đầu, phía ngoài là gân của cơ nhị đầu bám vào nồi củ quay, và phía trong là cơ sấp tròn. Như vậy thì động mạch cánh tay này sẽ liên quan đến ở phía trên với cơ quạ cánh tay, cơ nhị đầu, rồi nằm ở phía trước của cơ tam đầu, nằm ở phía trên, phía trên ngoài của cơ sấp tròn, nằm ở phía trong của gân cơ nhị đầu. À, sau đó thì nó bắt chéo phía trước của gân cơ nhị đầu để vào phía, từ phía trong ra phía ngoài. Rồi, trên cái hình này thì lúc trước đã nói với các bạn rồi, đây là thiết đồ cắt ngang qua 1/3 trên, qua 1/3 giữa và qua 1/3 dưới của cánh tay. Động mạch cánh tay có hai tĩnh mạch đi kèm ở hai bên. Ở đây người ta không nói động mạch nách thì có một tĩnh mạch nách đi kèm và đi ở phía trong, còn động mạch cánh tay thì có hai. À, những cái động mạch nhỏ thường có hai tĩnh mạch đi kèm mà thường nó đi ở hai bên. Liên quan với các thần kinh, 1/3 trên cánh tay, thần kinh giữa nằm trước ngoài, thần kinh trụ thì bì cẳng tay trong nằm phía trong. Đây, trụ bì cẳng tay trong, còn thần kinh này gọi là bì cánh tay trong rồi. 1/3 giữa, thần kinh giữa bắt chéo phía trước, và 1/3 dưới, thần kinh giữa đi sát ở phía trong của động mạch. Rồi, rõ ràng rồi. Rồi, bây giờ các cái nhánh của động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay tách ra một nhánh rất lớn, có thể gọi là nhánh lớn nhất của động mạch, là động mạch cánh tay sâu. Động mạch cánh tay sâu là nhánh bên lớn của động mạch cánh tay. Động mạch này ấy, cùng với một thần kinh như lúc trước nói các bạn là dây thần kinh quay, nó sẽ đi qua một cái lỗ gọi là lỗ tam giác cánh tay để từ phía trước ra phía sau, còn phải từ phía trong ra phía ngoài, đi ở phía dưới của thần kinh và nó đi qua một cái rãnh ở rãnh thần kinh quay và chạy từ trong ra ngoài. Thần kinh này ấy, thì tận cùng bằng hai nhánh tham gia vào cái mạng mạch khớp khuỷu. Đây hai nhánh đây. Động mạch bên giữa và động mạch bên quay, động mạch bên giữa và động mạch bên quay. Đây là hai cái nhánh tận của động mạch cánh tay sâu. Động mạch bên quay này thì đi cùng với thần kinh qua vách gian cơ ngoài để tiếp nối với động mạch quạt ngược quay trong giãn nhị đầu ngoài, trong mãn nhị đầu ngoài. Đây là động mạch quạt ngược quay. Đây là động mạch này là động mạch bên quay. Động mạch bên giữa đi xuống và tiếp nối với động mạch quạt ngược gian cốt ở phía sau đây. Động mạch bên giữa đây nó tiếp nối với động mạch quạt ngược gian cốt. Đây là các hai cái nhánh tận của động mạch cánh tay sâu. Động mạch cánh tay sâu đi ra phía sau, đương nhiên nó sẽ cấp máu cho các cơ ở khu cẳng tay sau, cánh tay sau. Cánh tay sau có một cơ là cơ tam đầu cánh tay. Động mạch cánh tay sâu này trong nhánh quạt ngược lên trên. Động mạch quạt ngược này sẽ tiếp nối với nhánh xuống của cái vòng nối động mạch mũ cánh tay trước và mũ cánh tay sau. Nhưng thường cái nhánh xuống này là của động mạch mũ cánh tay sau. Nó quạt ngược có nối với đây, xong nối tiếp với cái nhánh gọi là nhánh thân ngực cùng vai, tức là nhánh cùng vai của động mạch cùng vai để tạo thành cái vòng nối quanh đầu trên của xương cánh tay. Như vậy là nhánh thứ nhất là động mạch cánh tay sâu. Nhánh thứ hai là động mạch bên trụ trên. Đây là động mạch bên trụ trên. Tách ra ở khoảng giữa cánh tay. Nó cùng với thần kinh trụ. Hờ cùng với thần kinh trụ này. Xuyên qua vách gian cơ trong, đi xuống ngăn mạc cánh tay sau. Tới sau mỏm trên nối cầu trong và tiếp nối tại đây với nhánh của động mạch quạt ngược trụ. Đây chính là nhánh quạt ngược trụ đây. Nhưng đi ở phía sau. Như vậy là thần kinh này, động mạch này sẽ dây đi cùng thần kinh trụ xuyên qua vách gian cốt ra phía sau, đi ở phía sau của mỏm trên đột cầu trong, tiếp nối với nhánh
quạt ngược trụ. Quạt ngược trụ này thường là quạt ngược trụ sau. Còn cái nhánh này là quạt ngược trụ trước. Quạt ngược trụ trước thì nối với động mạch này, là động mạch bên trụ dưới. Tiếp theo có một nhánh là động mạch bên trụ dưới tách ra ở ngay trên mỏm khuỷu. Mỏm khuỷu là mỏm phía ở phía sau của cái xương trụ ấy. Nó đi xuống ở phía trước của cơ cánh tay và tiếp nối với nhánh trước và sau của động mạch quạt ngược trụ. À, cái thân quạt ngược thì nó có thể là nó chỉ có động mạch quạt ngược trụ, có thể động mạch quạt ngược trụ trước và sau, hoặc có thể có một thân. Cái thân này tách ra cái nhánh trước để nối với động mạch bên trụ dưới và nhánh sau tiếp nối động mạch bên trụ trên. Như vậy các nhánh chính, đây là chính nhá, là có ba nhánh: động mạch cánh tay sau, động mạch bên trụ trên và động mạch bên trụ dưới. Nhớ là động mạch bên trụ thì lại là nhánh của động mạch cánh tay, nó lưu ý không sẽ nhầm. Rồi vòng nối, vòng nối quay đầu trên xương cánh tay thì lúc trước đã nói với các bạn rồi. Vòng nối quanh khớp khuỷu, nhìn cái hình này thì nó rõ hơn này. Vòng nối quanh khớp khuỷu thì ở đây có mấy điểm như thế này. Quanh khớp khuỷu thì có hai cái vòng nối: vòng nối quanh mỏm trên nồi cầu ngoài và vòng nối quanh mỏm trên nồi cầu trong. Ở đây chúng ta thấy động mạch này là động mạch cánh tay. Động mạch cánh tay này ấy, thì cho ra nhánh động mạch cánh tay sâu, động mạch bên trụ trên và động mạch bên trụ dưới. Động mạch cánh tay sâu này cho hai nhánh tận động mạch bên quay và động mạch bên giữa. Động mạch bên quay tiếp nối với động mạch quạt ngược quay chạy ở phía trước mỏm trên nồi cầu ngoài ở đầu dưới của xương cánh tay. Nhánh thứ hai, động mạch bên giữa tiếp nối với nhánh quạt ngược gian cốt, là nhánh của động mạch gian cốt, mà động mạch gian cốt thì là nhánh của động mạch trụ, đi ra phía sau của khớp khuỷu để tiếp nối với nhánh quạt ngược là nhánh bên giữa, tạo thành vòng nối quanh mỏm trên nồi cầu ngoài của đầu dưới xương cánh tay. Vòng nối thứ hai là vòng nối quanh trên, gọi là cũng là quanh khuỷu, nhưng vòng nối quanh mỏm trên nồi cầu trong giữa động mạch bên trụ trên đi ra phía sau nối động mạch quạt ngược trụ sau, động mạch bên trụ dưới tiếp nối động mạch quạt ngược trụ trước. Nếu đây chỉ có một thân thôi thì nó sẽ tách ra hai nhánh trước và sau, nhánh trước thì nối với động mạch bên trụ dưới, nhánh sau nối với động mạch bên trụ trên. À, đấy là động mạch cánh tay. Rồi tiếp theo, động mạch cánh tay xuống dưới nếp gốc khuỷu khoảng 2-3 cm, tức là khoảng 2 khoắt ngón tay, khoảng 2-3 cm. Thì tách ra hai nhánh tận là động mạch quay chạy ra phía ngoài và động mạch trụ. Như vậy thì nguyên ủy của nó nằm một trong hai, động mạch quay của mạch trụ là một trong hai nhánh tận của động mạch cánh tay ở trong hố khuỷu, chắc chắn là thế rồi, ngang mức với cổ xương quay. Đây còn một cái khác nữa là dưới cái nếp gốc khuỷu khoảng 2-3 cm là như vậy. Tận cùng của động mạch trụ, nguyên ủy nhé, nguyên ủy là động mạch trụ là một trong hai nhánh tận của động mạch cánh tay ở phía trước của khuỷu, trong hố khuỷu tương ứng với cổ của xương quay và dưới nếp gốc khuỷu khoảng 2-3 cm hoặc là 2 khoắt ngón tay, mà như vậy nó tận cùng bằng cách đây là động mạch trụ này. Nhánh tận của động mạch trụ tiếp nối với nhánh gan tay nông của động mạch quay để tạo thành cung gan tay nông. Vậy tận cùng của động mạch trụ là chính là cung gan tay nông, bằng cách nó tiếp nối với nhánh gan tay nông của động mạch quay để tạo thành cung gan tay nông của bàn tay. Động mạch trụ, các bạn nhìn đây là cơ sấp tròn đầu trụ và đầu quay, đầu cánh tay của cơ sấp tròn. Thì động mạch trụ tách ra, khi nó tách ra khỏi động mạch cánh tay, nó tách ra gần vuông góc với hướng đi của động mạch cánh tay và động mạch quay.
chui dưới hai bó của cơ sấp tròn, qua cung của cơ gấp, này là cơ gấp nông các ngón tay, và đi vào vùng cẳng tay. Ở đây ấy, thì nó nằm giữa gân gấp sâu của các ngón và nó được che phủ bởi cơ gấp của tay quay và cơ gấp của tay trụ. Đây, cơ gấp của tay trụ ở phía trong, cơ gấp của tay quay che phủ ở phía trước, và phía sau của nó là cơ gấp các ngón sâu. Thế thì thần kinh động mạch ấy, trụ đi thẳng từ trên xuống dưới, đi phía trước mà khám các gân duỗi xuống bàn tay, nối với nhánh gan tay nông, đây là nhánh gan tay nông của động mạch quay để tạo thành cung gan tay nông. Thần kinh này, động mạch này có một thần kinh đi kèm theo, từ bắt đầu từ 1/3 ranh giới 1/3 trên và 1/2/3 dưới của cẳng tay là thần kinh trụ. Sau khi đi qua rãnh thần kinh trụ, nó sẽ vào phần cẳng tay, nó tiếp cận với động mạch trụ từ phía trong và nó song hành cùng với động mạch trụ suốt 2/3 chiều dài của cẳng tay qua cổ tay để xuống bàn tay. Đường đi liên quan này, 1/3 trên cành cẳng tay, động mạch đây, đi xuống dưới vào trong, chui dưới hai bó của cơ sấp tròn, chui giữa cơ gấp của ngón nông và gót ngón sâu, đây là cơ gấp của ngón sâu, 2/3 dưới cẳng tay thì giữa cơ gấp của tay trụ và cơ gấp của ngón sâu, cắt cơ cổ tay trụ, gấp của tay trụ, còn đây cơ gấp của ngón sâu ở cổ tay, bắt chéo trước, tức là nó đi phía trước chứ không đi phía đây, cùng với thần kinh trụ để xuống bàn tay. Ở bờ ngoài của xương đậu, đây xương đậu, đây xương đậu này ở phía trong, vì cái tư thế giải phẫu là tư thế mà ngón tay cái hướng ra phía ngoài, đấy là phải lưu ý. Động mạch trụ sẽ cho nhánh, thứ nhất là nhánh động mạch quạt ngược trụ. Động mạch quạt ngược trụ này có thể có hai nhánh, động mạch quạt ngược trụ trước và sau, hoặc là một thân chung, sau đó tách ra nhánh trước và nhánh sau, tiếp nối với các nhánh của động mạch cánh tay để tạo thành cung động mạch, cái vòng mạch ở trên nồi cầu ngoài, trên nồi cầu trong ở đầu dưới của xương cánh tay. Nhánh thứ hai là động mạch gian cốt. Động mạch gian cốt này thì đi ra phía ngoài, đến bờ trên màng gian cốt thì tách ra hai nhánh, nhánh trước và nhánh sau. Hai nhánh này, một cái chạy phía trước, một cái chạy phía sau của cẳng tay, tức là một cái phía trước và phía sau của màng gian cốt. Động mạch trụ tách ra nhánh gan cổ tay và nhánh gan tay sâu. Nhánh gan cổ tay và nhánh gan tay sâu, động mạch trụ sau khi đi qua cổ tay xuống qua xương đậu, qua phía ngoài của xương đậu xuống bàn tay thì tách ra nhánh gan tay sâu. Nhánh gan tay sâu này tiếp nối với nhánh tận của động mạch quay để tạo thành cung gan tay sâu. Động mạch thứ hai là động mạch quay. Động mạch quay nguyên ủy là một trong hai nhánh tận của động mạch cánh tay ở ngang mức cổ của xương quay, tức là trong hố khuỷu. Đường đi là đi xuống dưới và ra ngoài theo định hướng là từ điểm giữa của lớp khớp khuỷu cho đến rãnh quay. Rãnh quay là chỗ mà chúng ta có thể bắt mạch. Rồi. Đây là động mạch quay. Động mạch quay đầu tiên tiếp tục hướng đi động mạch cánh tay đến ranh giới 1/3 giữa, 1/3 trên và 2/3 dưới, đi thẳng xuống theo trục dọc của cẳng tay xuống phía dưới đến cổ tay. Tận cùng bằng cách nào? Động mạch quay qua khe giữa nền xương đốt bàn tay 1 và 2, đây qua khe giữa nền, chạy ở phía ngoài này của mỏm châm quay này, vòng ra mu tay này, qua hõm nào giải phẫu này, qua khe giữa nền xương đốt bàn tay 1 và 2 này, vào gan tay, chia thành hai nhánh. Một là động mạch chính ngón cái. Động mạch chính ngón cái này nó sẽ tách ra các nhánh vào ngón cái và động mạch quay ngón trỏ. Vậy động mạch quay ngón trỏ đây là nhánh của động mạch chính ngón cái. Còn cái nhánh tận này tiếp nối với nhánh gan tay sâu của động mạch trụ đây để tạo thành cung gan tay sâu. Đây là hai cái cung, cung gan tay nông và cung gan tay sâu.
ở cẳng tay, cơ cánh tay quay che phủ ở phía trước, phía trên của động mạch. Ở phần ba giữa, nhánh nông thần kinh quay nằm ở phía ngoài động mạch, cơ sấp tròn và cơ gấp của tay quay nằm phía trong. Đây, cơ sấp tròn nằm ở phía trong. Ở cổ tay nằm giữa gân của, đây gân của cơ cánh tay quay ở ngoài và gân của cơ số 3 này, gân gấp của tay quay ở phía trong. Và phía trước là mạc. Vậy thì đến 1/3 dưới, đến cổ tay chạy vòng ra phía sau, qua cái phía sau của mỏm châm quay ra phía sau, qua hõm nào giải phẫu, chui qua khoang dẫn cốt 1, lại từ phía sau vòng ra phía trước. Rồi. Động mạch quay tách ra nhánh thứ nhất là động mạch quạt ngược quay. Động mạch quạt ngược quay này, động mạch này sẽ tiếp nối với động mạch bên quay, nhánh một trong hai nhánh tận của động mạch cánh tay sâu. Còn động mạch bên giữa thì tiếp nối với động mạch quạt ngược gian cốt. Cái này phía trước, cái kia phía sau. Thứ ba là nhánh mu cổ tay. Mu cổ tay. Và động mạch quay tách ra một nhánh là nhánh gan tay nông. Nhánh gan tay nông là tiếp nối với nhánh tận của động mạch trụ để tạo thành cung gan tay nông. Và nhớ một điều là trên đường đi, động mạch tách ra các nhánh nuôi cơ, các cơ vùng cẳng tay trước trên đường đi của nó. Và tách ra các nhánh chi phối cấp máu cho xương quay, động mạch trụ cấp máu cho xương trụ, tách ra động mạch gian cốt. Rồi, ok. Và có một ý ở đây nữa là nhánh của thần kinh quay đây này. Nhánh này chạy song hành cùng với động mạch quay nhưng luôn luôn chạy phía ngoài. Động mạch trụ thì chạy ở phía trong. Động mạch trụ chạy phía ngoài của thần kinh, động mạch quay chạy ở phía trong của thần kinh. Vì vậy ở đây người ta gọi là thần kinh đóng khung động mạch này. Thần kinh chạy phía ngoài, thần kinh chạy phía trong, ở giữa là hai cái động mạch quay và động mạch trụ. Rồi. Bây giờ thì bài có thể dừng ở đây. Động mạch của bàn tay chúng ta sẽ học tiếp ở buổi sau cùng.